Triệu Lộ Tư bị chế giễu không đủ thực lực gánh hai từ đỉnh lưu, fan chỉ biết câm nín vì lý do này. Góp mặt trong dàn mỹ nhân đỉnh lưu của xứ Hoa ngữ, thế nhưng địa vị của Triệu Lộ Tư trong giới phim ảnh không đỉnh như nhiều khán giả vẫn nghĩ. Có thể nói Triệu Lộ Tư đã có một năm 2023 thăng trầm bất thường cả về nhan sắc lẫn tài nguyên phim ảnh. Nữ diễn viên gặp thất bại nặng nề, bị chê thảm họa trong phim chiếu đài Hậu Lãng, song lại cứu vớt được đôi chút nhờ trở về thế mạnh ngôn tình ở Vùng Trộm Không Thể Giấu. Tuy nhiên thời gian gần đây, thông tin về dự án mới của Triệu Lộ Tư đang khiến dân tình tranh cãi không ngừng, qua đó khẳng định địa vị trong giới của nàng Trần Thiên Thiên không thật sự đỉnh cao như nhiều người vẫn nghĩ. Cụ thể Triệu Lộ Tư được cho là sẽ đóng vai nữ chính trong dự án Rèm Ngọc Châu Sa, thế nhưng fan lại không ưng và thậm chí phản đối gay gắt, lý do là bởi dự án này cho thấy sự yếu kém của mình về khâu sản xuất, đồng thời chưa thể chốt hạ nam chính. Cho đến nay, dự án đã qua tay nhiều mỹ nam đình đám, từ Lâm Nhất sang Đặng Vi đến Quốc Sở Tiêu và nay đang dừng lại ở Lưu Vũ Ninh. Mỹ nam họ Lưu và Triệu Lộ Tư từng đóng cặp trong Trường Ca Hành trước đó. Việc bộ phim trở thành miếng bánh bỏ đi khiến cho fan của Triệu Lộ Tư bực tức, cho rằng nữ diễn viên nên nhận được đãi ngộ tốt hơn. Tuy nhiên mọi chuyện càng thêm phức tạp khi CEO của Tinh Hà Khóc Ngu, cũng là công ty quản lý của Triệu Lộ Tư, đã ấn like một bài viết trên Weibo có nội dung fan có tư cách gì chọn lựa địa vị của Triệu Lộ Tư thế nào không tự hiểu lấy à? Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là ẩn ý mỉa mai của phía công ty, khẳng định Triệu Lộ Tư không quyền lực đến thế và hy vọng fan ngưng ảo tưởng về thần tượng của mình. Khi bị fan Triệu Lộ Tư chất vấn, vị CEO thẳng nhiên trả lời rằng trượt tay. Đây là văn mẫu muôn thuở của nhiều người nổi tiếng sau khi bắt gặp có hành động tranh cãi. Trước đó, chính bản thân Triệu Lộ Tư cũng đã giải thích là mình trượt tay sau khi bị bắt gặp nhấn thích bài đăng chê bai tạo hình nữ thần Kim Ưng của Tống Thiến. Vì thần tượng đã từng lấy lý do tương tự nên người hâm mộ Triệu Lộ Tư khó lòng chỉ trích được vị CEO, dù rằng biết đây là động thái dằn mặt của phía công ty dành cho fan của nàng Tiểu Hoa. Bên cạnh đó, người hâm mộ Triệu Lộ Tư này đã bày tỏ phản đối thần tượng một lần nữa hợp tác với Lưu Vũ Ninh, đồng thời lên án hành vi lấy nữ chính ra để tạo nhiệt của đoàn làm phim Rèm Ngọc Châu Sa. Cụ thể, khi có thông tin Lưu Vũ Ninh sẽ đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm này, người hâm mộ Triệu Lộ Tư đồng loạt phản đối nhưng không mang lại hiệu quả. Thông tin ngay lập tức gặp nhiều phản ứng dữ dội của người hâm mộ vì những lý do sau. Trước đó, hai diễn viên đã từng đóng chung trong Trường Ca Hành, tương tác khóa học tốt của couple này nhận được nhiều sự ủng hộ của người xem, thậm chí có phần hot hơn cả couple chính là Ngô Lỗi, Địch Lệ, Nhiệt Ba. Sau đó, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh dính nghi vấn hẹn hò vì cùng xuất hiện tại Disneyland Thượng Hải. Nếu lần này tiếp tục hợp tác, chắc chắn tin đồn tình cảm sẽ càng bị thổi phồng, ảnh hưởng đến cả những bộ phim sau này của cả hai diễn viên. Ngoài ra, Lưu Vũ Ninh cũng không được lòng cư dân mạng sau khi đóng An Lạc Truyện, dù chỉ là vai nam phụ nhưng nam diễn viên lại có nhiều đức diễn hơn cả Địch Lệ, Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Với kịch bản đại nữ chủ như Đèm Ngọc Châu Sa, người hâm mộ Triệu Lộ Tư sợ rằng Lưu Vũ Ninh sẽ cướp đức diễn của nàng Tiểu Hoa. Thậm chí sự việc đẩy lên cao trào khi hậu phiên hội fan club của Triệu Lộ Tư đã tuyên bố ngừng hoạt động đến khi công ty quản lý của nữ diễn viên lên tiếng giải thích. Khoảng thời gian vừa qua, xét về sự nghiệp, Triệu Lộ Tư không có sự bùng nổ nào đáng ghi nhận trong 3 năm trở lại đây. Từ thành công của Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, cô đích thị là có một số dự án tiếng tăm như Tinh Hán Sáng Lạng, Vùng Trộm Không Thể Giấu, nhưng không thể gọi là bùng nổ. Ngoài ra, nữ diễn viên có không ít dự án thất bại đáng tiếc, trong đó phải kể đến màn kết hợp với đỉnh lưu Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ. Chỉ khi về với ngôn tình, Triệu Lộ Tư mới gây chú ý nhưng lại vô tình đóng khung bản thân.